Hôm nay lại đổi lại Trích đi mua sắm với ba với ông nội. Yeah, anh sói ở nhà với mẹ. Okay. You gonna be nice to daddy and papa. Woo, new book. You wanna open it? Yeah. What do you say? Thank you, daddy. Thank you, daddy. Why this one twisted? Bye, Zoe. Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Mẹ em ra vườn tưới cây nào. Sói đang ngồi chơi Mario. Em có cái thẻ Mario mới. Hôm qua bà Sói Trích mua cho anh sói vì anh sói được giấy khen ở trường. Em có hỏi mẹ, mẹ xong chưa? Mẹ dọn dẹp nhà cửa xong chưa? Mẹ ngồi chơi với con. Em thích mẹ ngồi chơi cùng nhưng mà mẹ em phải loanh quanh làm việc nhà xong hết đã thì mới ngồi chơi với em được chứ. Ra tưới cây. Hôm qua mình mua được một đôi dép xinh lắm. Một lát nữa mẹ sẽ chia sẻ với mọi người đôi dép đấy. Mình dọn lá đấy, cứ quanh năm suốt tháng dọn lá. Bể bơi hôm vừa rồi sạch lá. Thì hai hôm nay gió mùa đông bắc lại lá. Liên tục. Tưới cây đã. Sợ gió nốt gió hết đi thì dọn một thể. Đôi dép hôm qua mình mua được đây. Mọi người nhìn nhá. Mọi người đoán xem đôi dép này bằng chất liệu gì nào. Nhìn rất là nhã nhặn, đơn giản đúng không? Bằng chất liệu cao su hoàn toàn luôn nhá. Từ đế, quai, tất cả là bằng chất liệu cao su. Mà đi vào thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần xỏ chân vào kéo vì cao su nó có cái độ co giãn ấy. Mình thường mình mua dép quai hậu là mình mua dép quai hậu có gọi là gì nhỉ? Trap. Đại loại là bằng da ấy, những cái phần này là bằng da thì đi nó mềm. Mà mình tìm mãi không có đôi nào trông đơn giản, hình thức đơn giản, kiểu dây đơn như thế này. Cuối cùng là đi vào trong cửa hàng Novo. Tên của nó này. Có nhiều màu lắm, nhưng mà chỉ có đôi này mình thấy đi là hợp nhất, đi là hợp chân mình nhất thôi. Có một đôi có màu kiểu nâu nâu cam cam, rất là xinh để đi mùa hè. Chân mẹ sẽ chích khô. Nhưng mà lại có cái kiểu mấy cái hạt ở đây mình không thích lắm. Nên là mình lấy đôi này. Đi cực kỳ mềm. Đi biển đã luôn. Đi luôn xuống biển, xuống nước. Không lo bị làm sao hết. Đấy, mặc với quần sock cũng đẹp. Mặc với quần dài cũng đẹp. Mặc với váy cũng được. Vì nó có cái quai hậu mà. Wow. Mẹ Sói Trích hôm nay lại ăn trứng gà lộn một mình nào. Còn ba em thì đãi ông nội món what's that one? Hành. Hành xào với ớt. Hành tây xào ớt để ăn hot dog. Còn bên này mình có cái nồi ngao nữa. Hấp ngao. Hôm nay cho ông nội Sói Trích thử cái món ngao hấp này. Bên này là mù tạt, bột canh. Bột canh với chanh để chấm ngao. Ngon lắm, thơm lắm. Sói Trích thì ăn mini hot dog. Rất nhiều ớt. Thơm lắm nhá. Hành xào, hành nướng rất thơm. Cái vàng vàng kia là ớt ở nhà bạn mình ấy. Ớt mà bạn mình cho ấy.
mustard. Yeah. Look nice, isn't it? Lemongrass and chilies. Ông nội đang hỏi là cho những cái gì vào đây. Xong rồi. Ăn ngao trước. Cái móng tay út này của bà nội sói chích nó bị xước ấy. Bị xước, bị bong ra. Nên là mình phải sang xử lý ngay. In the lamb. Xử lý ngay không là móng tay sẽ dễ xước, dễ gãy, hỏng cả bàn. That one still alright. All looking good. Bàn này vẫn còn nguyên. Ông nội sói chích lại mua một loạt đèn mới để cắm thêm. Where is it at? All over here. All along here. Yeah. Nice, eh? Yeah. Trời, hôm nay lạnh lắm luôn ấy. Đi ra khỏi nhà thôi, mở cửa ra là đã thấy lạnh sun hết cả người lại rồi. Hai anh em đang ăn pretzel. Anh sói chơi hay làm gì đấy? Rafi, hả? Cái gì con? What are you doing? Hả? Password? Okay. Mẹ phải nói mật khẩu mẹ mới được vào. Love you, Rafi. No. So what is that then? Love you. I love you, Rafi. Okay, I love you, Rafi. Zoey, you are not supposed to change my password. Oh, be nice. Be nice to each other. Okay. Love you. Okay. Why you can? Hello. You can't change my password. Okay, okay. Hôm nay mẹ em cũng thay ga gối giường cho sói. Yeah. Whenever you say he's always changing my password, that means you have to tell us to stop. Okay. I'll put her in big trouble. Okay. Zoe, you got your password for your room. Rafi got Rafi's password, okay? Don't change it. Don't you change it, okay? Sao có muốn đọc sách luôn không con? Thì từ tí nữa đi ngủ là đi ngủ luôn. Hôm nay mẹ em cũng mệt lắm. Don't change Rafi's bed. Hey! I can lie on Rafi's bed if I want to, hey Rafi? Yeah. Wow. Not Zoe. Really nice. Very nice. Very nice. You don't have a dog, Zoe. Can mommy have one, please? Cho mẹ một miếng. Yeah, thank you. Em chích rất thích ăn cái pretzel này. Thôi, Ruffy. Can you turn the computer off, please? Và em ăn ấy là em hay cắn những cái hạt muối xung quanh này trước. Đây này, những cái hạt muối trắng trắng này này. Rồi em mới ăn cái phần chính. Nice. I knew it. You like it? Đây, em đang cắn cái phần muối đấy. Mẹ em cũng đợi đợi phủ giường của em chích. Hôm vừa rồi mình đi mua thì người ta không có ở cửa hàng ấy, nên là người ta phải đặt. Bây giờ sẽ chuyển đến nhà cho mình. Đợi cái phủ giường mới rồi mẹ thay ga gối cho em nhá. Hey Zoe, you change your bed? Đũa? Em nói đũa? Đũa? I know. Em nói đũa? À, rồi, đũa. Đúng rồi. Đũa đấy. cắn cái hạt muối. Nhum nhum nhum. Ngon nhỉ? Nah, I'm good. I'm good. Nah. I'm good, thank you. There you go. Cái này nó chẳng có vị gì cả. Ngoài cái vị muối nhạt nhạt. Thế mà trẻ con rất thích ạ. You need to drop it. Okay, okay. Here we go.
Ready? Oh. Oi! Here we go. You got it. I just put one red butt to my mouth. Yeah. Mẹ mua một cái hộp này thì một bên là cái tròn tròn, một bên là cái dài dài, một bên là que, một bên là tròn. Yeah. Pretzels. Wow. Ba sáu trích cũng thích ăn luôn mà. Ba sáu trích lại còn thích ăn với Nutella cơ. Mình cũng thích ăn với Nutella. No, I don't want to kiss you. No, not with that. No, blopopo. Ăn đi. Rafi, you want to do your reading now? So later you just need to jump in bed and go to sleep. Yeah? Yeah. Come on, buddy. But can ow, I... ow, Zoe, ouch. No, that I hurt, mommy. But I can't search anything on the computer. Come on. Mom. Yeah. So someone is computer playing... off, screen off, please. That's it. That's it. Ê, ôi, elbow, elbow. Ôi, thật hay đùa đấy. Họ thật hay họ đùa đấy. Zoe, can only do a belly. Uh-oh, stinky. Uh-oh, stinky. Oh, my stinky. Pop. Cứ lao đến, cứ lao đến. Thơm mẹ. Anh sói đọc quyển sách nào? Rafi, which book? Con đọc quyển nào? Quyển to đấy luôn à? Yeah, in my mouth. Yeah. What is this book? Oh, green, blue. Is that about fish? Frog? No. What in the lake? What in the lake? Dragonfly? No. I know. A duck. It's another dozer animal from the ocean. Okay. Is that the alligator? No, not alligator. It's a crocodile. Yeah. Em đố mẹ ơi, quyển sách đố mẹ với quyển sách này về cái gì? My turn. Mẹ em biết là and quyển sách đố về cá sấu rồi nhưng mẹ cứ đoán, cứ đoán cho em kiểu hào hứng. Yeah. Yeah. Okay, can you read it? Please. It's by and the lady next to them. It's not a lizard. A baby crocodile. Dana. The baby son, Danny Shirt. Snail. Thank you, Zoe. Ủa, Zoe đừng nhảy lên bụng mẹ. Mẹ đang bị đầy hơi này nè. Mẹ em ăn nhiều cay quá. No, ow, that hurt me. Please. That hurt me. Cắm cầm mẹ thế. Nghe, sói đọc sách. Rồi, look. Mother crocodile laid 50 eggs. That's a lot. No, thank you, Zoe. I don't want to eat anymore. My tummy is upsetting now. No, please. Mẹ không muốn ăn cái gì cả. No. I say, please stop. Mẹ nói rồi nhá. Zoe, I say, please stop. Are you listening? No. Bắt đầu đùa dai rồi này. Please stop. Thank you. Nghe anh sói đọc sách. No. I want to hear Rafi read his book. Please. No, I want to listen to Rafi, please. No, I don't want it. Thank you, I don't want it. No, I don't want anymore. No, I don't want anymore. Cái tính đùa dai này là cũng tính đùa dai của mẹ em đây này. No, I don't want it anymore. And no. Some of the eggs disappeared. What happened, Rafi? What happened?
people hunt the crocodile down. Oh no. What the heck? Hey, language. Excuse me. I don't want to eat anymore, Zoe. Mom, look at that. Are they crocodile? Yeah, but she is kingdom. Is she eating her babies? No! What is she doing? What is she doing there? They can come out into the mouth. Oh, is that how she saved them? Protect them? Not like that. In her mouth? No. So what does she do there then? She makes them high. But she hides with them. So that means she protects them then? Yeah. From danger. Yeah. By putting them in her mouth. No. Yeah, look. What is she doing here? Nào. Con cá sấu mẹ nó làm gì đây nè? Có phải là nó đang bảo vệ con không? You need to read to find out. One morning, that can see her tapping and tapping with inside the scrapped open. Scrapped it open with her front feet. Mom, a little crocodile wiggle out of its egg, snapping. You are a donkey baby, and what a crocodile. Soon there was more chirping as more eggs hatched. Mother crocodile scooped the hatching into her mouth and carried them to the river bank. Oh, the river bank. So that's how she moved the baby crocodiles. Yeah. Cá sấu mẹ là ngậm cá sấu con để đưa cá sấu con xuống nước. Yeah. At the waters. Mommy, you're lying the food. Mommy, you're lying the food. There's nothing. Em thích vớ vẩn lắm nhá. Này. Cú lòng ngoằng từ nãy đến giờ mẹ nói là đừng có nhảy lên bụng mẹ này. Mẹ không muốn ăn nữa này. Mà cứ lao đến thôi à. Rồi. Do you want to hurt mommy? No. So don't do that, please. Okay? Thank you. No, I have enough. I don't want any more food. Không muốn ăn gì nữa. What is going on? Chị cũng bon chen đọc sách đây này. Nhưng mà kiểu bịa bịa, nhìn tranh rồi bịa bịa. Hippo. Hippo. That's the hippo. Oh. Hippo just go in the water. Mm-hmm. And bơi. Hippo bơi bơi bơi. Hippo bơi bơi bơi. Hổ voi. Stop on my eyes. Đứng nhìn. I have enough. Oh, okay. Hippo. Hippo was in the water, in the blue water. Mm-hmm. And then him farted. Oh, chuyện kiểu gì đấy? Chuyện hippo đi xuống nước xong rồi xì hơi, tanh giấm. In the water. Ôi giời, anh giỏi làm giả đấy. You wanna lie next to mama? Oh, food. No, you don't want aunt to come into your bed. Zoe is doing those. Okay, no food. No more food. On the bed. Yeah, baby. Hi, baby. Hi, baby. Hi, mommy, baby. Hi, mama. Oh, hi, mama, baby.
Hi, baby. You're all right, baby. Are you all right, baby? Yeah. You finished with the book? No. Have you finished? Đọc xong chưa con? Cất gọn gàng đi, đừng có nằm lên sách như thế. Sách này còn những bạn khác, các bạn ấy mượn nữa. Rafi, do you know why you have to keep the book nice? Because that means you can... So that means other people yes can read it. Yes. One day my mother mẹ em buồn ngủ lắm rồi. Hả? I'm done with this book. Can we do the other pages after this? Yeah, maybe tomorrow. Yes. Well, okay. No. Put all your book away, please. All your book. Bỏ hết sách sang một bên con, bỏ lên bàn. Cho anh em số chị đi ngủ sớm luôn, đi đánh răng. Và mẹ em dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Hôm nay ăn no quá, vừa no mà lại còn vừa cay nữa. Mình hay bị đầy hơi á. Ăn cay ăn no hay bị đầy hơi, nhưng mà kiểu sướng cái miệng khổ cái thân. Mẹ con sáu chiếc hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhớ. Không biết mai nhiệt độ thế nào đây. Chưa gì em chiếc nghe thấy hẹn gặp lại mọi người nhớ là lao lên boom rồi. Bye. Bye. Boom. Boom.